Bên mình sẽ tặng kèm cái phễu vuông 12x12 khi anh em mình mua tép Neo Mini Gold 26 này. Với chương trình tặng kèm thì giá cũng không hề tăng anh em nhé, và cũng không hề giảm, không hề thay đổi cái gì cả. Một cái đôi tép Neo Mini này anh em mình đang mua của bên mình với cái giá là 450, thì bên mình vẫn giữ nguyên giá đó và tặng kèm thêm cho anh em một đôi phễu, chỉ những anh em mua đơn 10 đơn đầu của bên mình. Và tiếp tục là vẫn tặng kèm thêm tụ trở như thông thường. Có nghĩa là bình thường anh em phải bỏ ra là 550 để mua một bộ như này, nhưng trong clip ngày nay bên mình chỉ bán có 450 là anh em mình đã sở hữu được trọn bộ như này, rẻ hơn 100.000 đồng. Ở bên mình đang có chương trình giảm giá 10 bộ kèn như này để anh em nào chơi tăng thêm tiếng tép này trong những cái dàn karaoke gia đình loại nhỏ vừa phải trong không gian tầm 20m2, hoặc anh em mình có nhu cầu mua về để nuôi yến bẫy chim rất là hiệu quả, hợp lý anh em nhé, rất là hợp lý và hiệu quả. Anh em mình có thể nghe cái tiếng tép của con này, mình tép một chút để mời anh em mình nghe. Mình đang làm cái điện thoại một tay nó hơi bất cập một tí anh em nhé. Đối với cái dòng tép Neo Côn 26 như này thì cái sức mạnh của nó khỏe ngang với những dòng tép kèn từ thường khoảng Côn 35, nghĩa là kèn 350 đó. Cũng chỉ có tặng cho anh em nào nhanh tay đặt trong 10 đơn đầu tiên. Cái phễu này thì thông thường là bên mình đang bán là 100.000 đồng một đôi anh em nhé, 100.000 đồng một đôi. Còn trong cặp này là tặng kèm luôn. Anh em nào mua phễu thì bên mình vẫn bán với cả tiền ship nữa thì là 130.000 đồng. Nhưng anh em lưu ý rằng mua phễu là phải chuyển khoản trước bên mình mới gửi, vì nhiều anh em bom hàng cái phễu lắm. Vì anh em mình nghĩ rằng cái phễu nó nhẹ, bom chẳng đáng bao nhiêu tiền, nhưng anh em hiểu rằng là cứ 35-40.000 một đơn hai cái phễu này đi, nếu anh em mình mà bom thế là nó thành gấp đôi, là thành 70.000. Thế là bằng chả biết bán hai đôi phễu thì mới lại hòa. Anh em thông cảm điều đấy nhá. Quay lại vấn đề thì nếu anh em mình nếu ngoài cái chương trình ra thì những đôi tép này đang là 450, thì trong trường hợp mà nếu hết chương trình thì anh em mình muốn mua thì là 450 mà không được tặng kèm phễu đâu các bác nhé. Và bác nào lấy số lượng lớn cái dòng tép Neo Mini này thì báo trực tiếp cho bên mình thì sẽ có giá rẻ, để anh em mình lấy số lượng lớn mà thì rẻ hơn rất nhiều. Bởi mình đang sẵn cũng khá nhiều cái dòng tép Neo Mini này, còn chương trình tặng thì tặng 10 bộ vẫn được kèm tụ trở nhé. Anh em quan tâm điện thoại cho bên mình qua số máy 0904 61 2323 chào anh em.